nhặt cỏ xong thì mình cũng tưới phân cho nó, nhưng mà lúc này phải nhặt hết cỏ đi các bạn ạ. Xin chào các bạn, mùa này mà cắt ngọn cây hoa được dược thì nó mọc rất là chậm, khi mà mọc lên mà gặp bọ trĩ nó chích hút nữa thì chúng lại càng phát triển chậm hơn. Ở chỗ này bữa trước mình cắt cũng thời gian cũng dài dài rồi mà cắt xong bị ngay bọ trĩ nó chích hút, lúc này xịt khỏi rồi, bây giờ bắt đầu mới đang lên như thế này các bạn này. Màu xanh bắt đầu là có rồi. Mùa này cứ sơ suất là bọ trĩ nó sẽ chích hút, làm đen xì cây ngay. Khi mà bọ trĩ mình đã phun xịt rồi nó không còn nữa thì cây hoa được dược nó lại phát triển trở lại rất là nhanh. Nên là khi mà cắt ngọn xong mà mọc nhú ra, nếu mà có dấu hiệu bọ trĩ nó chích hút thì chúng ta phải phun xịt ngay. Phun xịt càng sớm càng tốt. Rất là nhiều cỏ nó mọc ở phía bên trong các bạn này. Thời gian cũng đang sắp đến mùa rồi, không mấy mà lại đến cái mùa cắt để nhân giống. Mùa này phải chịu khó trông nom, chăm sóc, nhặt cỏ, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh. Thì những cái cây hoa thực dược khi mà nó đã sinh tồn qua cái mùa hè rồi thì đến mùa thu chúng sẽ phát triển rất là tốt. Mấy hôm nay thời tiết nó cũng mát mẻ hơn mọi hôm, lúc này tranh thủ nhặt những cái cỏ nó mọc ở gốc này các bạn này. Kiểm tra độ ẩm, nếu mà nó có khô thì tưới nước. Độ ẩm đây vẫn rất là tốt, chưa cần phải tưới các bạn. Những cái ngày mát các bạn là tranh thủ hòa một chút phân LVK các bạn là tưới cho nó. Mục đích là mình tăng cường thêm dinh dưỡng để cho cái cây hoa thực dược nó có dinh dưỡng. Nó nuôi những cái ngọn trong suốt những cái tháng hè. Đây mình nhặt cỏ xong thì mình cũng tưới phân cho nó. Nhưng mà lúc này phải nhặt hết cỏ đi các bạn ạ. Nếu mình không nhặt cỏ đi thì khi mình bón phân vào thì cỏ nó sẽ phát triển nhanh hơn cây hoa được dược. Nên là cần phải loại bỏ cái cỏ đi. Đó. Sau đó mình hòa phân mình tưới cho nó. Cỏ mùa này ở trong luống cây hoa được dược nó cũng không có nhiều đâu, nó cũng chỉ loáng thoáng đấy các bạn. Lo trồng thực dược cũng có lúc cái tán của nó che kín nên là cỏ không thể mọc được. Chỉ khi nào mình cắt ngọn cái cây hoa được dược đi thì ánh sáng nó thông thoáng thì nó mới mọc được cỏ thôi. Những cái cỏ này cũng rất cần phải nhặt đi các bạn. Đấy, bữa trước cái luống này của mình bọ trĩ nó chích hút làm cho cái cây thực dược nó rụt lại, nó không lên được. Nhưng mà bây giờ đang lên những cái ngọn rất là đẹp đấy các bạn này. Nếu mà bữa trước mình không xịt thuốc thì chắc lúc này những cái cây thực dược này bây giờ chắc chỉ còn gốc. Ở cái vườn hoa hồng nhà mình nó rất là nhiều bọ trĩ. Nếu mình không để ý, mình không phun xịt là nó sẽ bị lặng. Khi nó bị lặng là cây hoa thực dược nó sẽ không lên được. Còn những cây nào mà nó lên được thì nó như này các bạn này. Đây còn những cây này cũng đang lên đây. Bữa trước bọ trĩ này chích đen xì hết rồi các bạn này. Chích hút hết cái nhựa cây của cây hoa thực dược. Làm cho cây hoa thực dược nó quăn queo lại. Khi mà bọ trĩ đã ký sinh ở trên cây hoa thực dược thì chúng ta có bón nhiều chăng nữa nó cũng không phát huy được cái tác dụng của phân. Chỉ khi nào cái con bọ trĩ nó không còn tồn tại ở trên cây hoa thực dược nữa thì chúng ta bón phân cây nó mới hấp thụ được. Mình bị mất hai luống là bị bọ trĩ nó chích hút lặng,
Nhưng mà lúc này là khỏi hết rồi các bạn. Nhặt cỏ như này thì bọ trĩ nó cũng đỡ ẩn nấp ở những cái nơi mà rậm rạp. Đây là thực dược màu đồng các bạn. Màu đồng lúc đầu lên rất là đẹp, sau khi cắt ngọn đi gặp bọ trĩ nó chích hút nên là cây đã dừng lại một thời gian rất là dài. Sau cái đợt hết bọ trĩ này thì chúng lại phát triển tốt rồi các bạn. Cái luống này mình cắt hai lần rồi, lúc này thì chưa cắt được các bạn. Giờ chỉ có chăm sóc cho cái ngọn nó phát triển tốt lên thôi. Nếu mà cây nó phát triển tốt mà bộ lá vẫn xanh thì mình sẽ nuôi cao lên một chút nữa các bạn. Bây giờ nó cũng là tháng 4 rồi, cuối tháng 4 âm lịch rồi. Năm nay nó nhuận tháng nhưng mọi năm thì tầm giờ nó là cuối tháng 5 rồi. Nó nhuận thừa một tháng. Thường thì lịch nó nhuận hơn nhưng thời tiết nó sẽ không nhuận các bạn. Năm nay thì mình khả năng sẽ trồng hoa được dược sớm hơn. Sớm hơn là mình trồng vào vụ sớm thôi, chứ còn vụ Tết thì nó vẫn theo lịch của nó các bạn. Khi mà lịch nó nhuận tháng thì đương nhiên nó sẽ thừa một tháng các bạn. Nó thừa một tháng nhưng mà khí hậu, thời tiết thì nó sẽ không theo cái tháng nhuận. Lúc này là giữa mùa hè rồi các bạn. Đúng ra lúc này nó là cuối tháng 5 âm lịch rồi. Hôm nay trồng hoa được dược sớm thì có thể trồng vào tháng 7 âm. Tháng 7 âm năm nay nó là tháng 8 âm của năm ngoái, do nó nhuận thừa một tháng. Mình trồng sớm thì cái thời gian mình thu hoa được dược nó sẽ dài. Cứ đến mùa lạnh có hoa được dược là xuất bán được rồi các bạn. Nhận một tháng thì chúng ta phải trồng trước, trồng sớm. Tháng 7 âm trồng thì nó cũng vào là tháng 8 âm như mọi năm rồi. Còn tháng Tết thì mình vẫn phải tuân thủ trồng vào giữa tháng 9 âm, đầu tháng 10 âm. Còn duy nhất mình trồng sớm là mình sẽ trồng vào cái tháng 7 âm. Tháng 7 âm là tháng 8, do nó nhuận nó thừa một tháng. Cỏ thì nó không có nhiều, nhặt lúc thì nó hết ngay các bạn. Thời gian vừa rồi nó cũng nắng nóng rất là ác liệt, nhưng mà cây hoa được dược nó vẫn phát triển được nên là mình cũng không che lưới đen. Khi mà rông nó về nó giật bung bét hết. Mình sẽ nhặt cỏ cái khu vực này, tiếp tục nhặt cỏ các bạn. Những cây cỏ nó đan xen phía bên trong này. Đây là mình trồng ở vườn hoa hồng nên là bọ trĩ nó sẽ rất là nhiều. Nếu mà không thường xuyên chú ý là chúng sẽ làm nụi hết cây hoa dược dược. Bất cứ một cây trồng gì mà khi bị bọ trĩ nó xâm nhập dài ngày là cây đó sẽ lụi đi và không phát triển được. Mai mình sẽ tưới bón cho một ít phân LBK đầu trâu để cho nó có thêm dinh dưỡng, nó nuôi cái ngọn. Làm sao cái ngọn phía trên nó phải lở ra các bạn. Những cái đầu cành ở phía trên này nó phải lở to ra, thân nó phải mập ra thì sau này mình cắt đi nó mới khỏe được. Thế còn cứ nhỏ liu riu như này, sau khi mà đến mùa cắt ngọn là cái ngọn cây hoa được dược mình dâm nó rất là nhỏ bé các bạn. Tăng cường dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng cho nó để cho nó phát triển, cái ngọn này nó lở ra
những cái ngọn này nó mập lên, thì sau này mình sẽ có những cái ngọn mình cắt nó sẽ mập mạp thì mình dâm, cây hoa được dược nó sẽ rất là khỏe. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.